Ừ, có quay quay ngủ mua mũi cắt cũng chết luôn á. Để tự kéo cái vô, từ từ em từ để tự kéo vô. Anh để dép đây được không? Dạ. Mang đi anh, leo qua được mà. Xuồng gỗ lớn mà. Cùng lắm bơi thôi chứ gì ghê hả? Hả? À. Cùng lắm bơi thôi. Nói chứ đi xỉn xỉn đi lạng lạng cũng nguy hiểm chứ bộ. Hả? Em. Hả? Để không kéo vô. Ờ kéo vô luôn đi. Đừng đi cái nhà kia nhỏ thôi để làm. Ta dân miền Tây mà lật gì? Không có hồi lật cực lắm. Lật cực. Lật thì lật thì tắm thôi chứ làm gì ghê. Hả? Rồi ngồi đây. Ây da. Má xây xe, xây tàu. Xây tàu rồi. Má chơi này có đã nè không? Chứ ai mà đi mò giống mấy cái đầm thì đâu có vui nữa đâu. Trải nghiệm mới. Lũi lật cái ghe này luôn đấy. Hello. Đâu cuộc chiến nè. Tí nữa ai bắt được con gì của người đó nha. Rồi. Chứ ngồi giành nhau nha. Rồi mình đi nha anh em. Giữ lại bên nắm nè. Một chiếc người mới. Ừ. Một chiếc người mới. Ừ. Gì ghe vô nước quá à. Quá nước luôn á, vô xíu. Cháu hỏi gì không? Cháu hỏi không? Giờ hên xui kéo được hay không? Kéo đi, cứ kéo đi. Lồi nước luôn, kéo luôn rồi. Giờ biết sao kéo nổi, chui nổi. Kéo không nổi à? Một mình nó kéo nổi mà sao mà anh kéo không nổi. Ở kẹo này đây đi. Ờ, ngậm kẹo đi. Ngậm kẹo đi. Ngậm kẹo cho nó tăng lực đi. Kẹo đi nó sướng ơi. Ê, chuẩn bị nè. Vô. Ủa bình thường mình em làm hả? Mình làm anh chanh, làm vậy hả? Không mình mày kéo này chắc chết luôn á. Đâu có, này, bình thường đó, bình thường nó có, nó có thế hết anh. Chứ anh thấy một mình nó làm được mà. Giờ có men chút không biết nó làm được không á. Nhậu tỉnh lúc cà đá luôn, nhậu tới 4 sáng luôn rồi, ngồi đi làm rồi. Thay cái pin thay qua giờ hết mẹ. Chú với hai anh ngồi
Ơi say sóng không ơi? Say sóng luôn. Lâu quá ông đi biển. Không, giờ mình cứ lên đây mình lừa cá thôi. Lâu quá ông đi biển ngồi trên ghe say sóng ghê á. Xịn xịn nữa. Thay cái pin vô cho nó. Lắc đi, lắc đi. Cũng kéo bằng tay luôn hả? Nó có giống kéo chắc cũng giống như rồng rọc. Máy bằng thịt đó. Máy thịt đó. Máy không? Máy thịt nè. Máy vậy bằng cơm. Ủa sao thấy nó ấy rồi ta? À, hay là ghe mình tàn ra ta? Còn rồi né. Cái gì này kia? Ờ né đâu, né đâu. Ông nói để cho người ta né chứ. Đứng trên qua đây nè. Giật hồ nó bay vô đầu nữa, khổ nữa. Đâu? Né đây được không? Được. Mau nuôi không anh ơi. Nó không có vuông, không có tự nhiên giống mình. Thử tự nhiên bên Bình Đại ngon hơn. Anh ăn cua Cà Mau với cua này là khác liền. Ừ. Vừa kéo đáy mà vừa ăn kèo ngon chứ mà. Đó. Dạ, được con cua nè. Cua nè, cua tí nị. Cua à? Chua tới khúc kia à? Khúc này chưa có gì hết. Anh Vinh cứ lấy cá bóng đi. Hôm nay nó nói bớt ít rác đi. Rồi cá chẹm nổi lên nè, à, cái bè chuối nổi lên nè. Ít rác hay được. Cá gì ghê hả? Nguyễn tàu dừa luôn. Không có đâu, tàu dừa này chặt nó thả vô để cho rồng rộng cái lưới ra không. Đằng trên rác nhiều quá. Con đó. Ít rác mà, đâu có rác gì đâu. Cái bữa này chưa. Được một con cua hả? Bự. Có con cá gì nữa. Cá này là cá gì? Con cá nóc. Ừ. Cua ghẹ đủ thứ hết trơn. Nhỏ nhỏ vô hết. Pin con cá kèo đầm này ngon lắm nè Pin. Con kèo đầm này ngon lắm nè Pin. Ừ. Hồng 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 á. Kho ngon lắm. Con gì bên kia lớn rồi. Thấy vô. Mà đóng hai miệng đi, đi tùm lum được chứ ai đóng con miệng. Ừ. Trải nghiệm một miệng là vui rồi. Giờ ấy xong rồi thả luôn cái gì? Con cá cá bóng gì bự. Giờ kéo lên luôn hả? Giờ kéo lên luôn. Ai à. Tôm sú bự nè. Sú quá trời nè. Măng cua. Hình như có một con có cho mũi luôn. Im gió. Đứng gió mũi quá cho mũi. Im gió mũi luôn. Đội đôi dép. Dép đâu? Đôi dép của ai? Dép bịn. Không, em đang dép dép quen. Mà thằng dép mà nó quên nó không biết nữa. Đè luôn rồi. Cần gì phải đi bắt ba khía, đây có nè. Giờ kéo lên con trong nó hay là sao? Dạ. Hết rồi, kéo lên nó hết rồi. À.
Bây giờ mình lựa đồ đi. Chưa, để xả ra. Để sổ, bỏ sổ vô mấy cái xô nè, mấy cái rổ ra, cái rổ này xong rồi về lựa. Lựa nhiều con vui lắm. Giống như mỗi lần xả cống. Luôn khỏi ăn sổ vô. À sổ vô tí nữa bưng lên chứ. Nắc lắm ghé. Có cái bọ. Cũng ghé nó khỏe. Nổi lên nó đi chứ. Đây con tôm đỏ quắc kìa. Tôm đỏ nó tôm gì sao? Tôm sắt. Đó nè. Dưới này gọi tôm sắt. Tôm nó ngon, ngọt. Vô bổi. Ừ. Vô bổi. Đồ cũng nhiều bằng mấy cái đầm người ta đó. Mấy đập nhiều khi ra tôm không nhiều bằng bằng đây nữa. Mấy bữa này em đi đâu có nhiều. Ừ. Một tháng là mình nước nó lên mấy ngày ta? Một tháng mình được hai nước. Hai nước mấy ngày? Hai nước 20 ngày. 20 ngày hả? Ý là hai nước mình làm mấy ngày á? Con nước mình làm 10 ngày. Ừ. Mười ngày có ngày 2 triệu. Đâu ra ngày 2 triệu gì? Cương tháng 20, khỏe. Đâu có tháng 40 chứ. Ừ. 2 triệu tháng 40 chứ. 10 ngày à anh? 20 ngày. Không, 10 ngày à. Không. Nước, một nước là 10 ngày. Một tháng lấy 10 ngày thôi đúng không? Tháng 20 ngày luôn hả? 40. Đi video thoải mái à. Không phải ngày nào cũng có gì đâu. Được nước trái, nó có đồ, nó cũng có đồ. Nước đồ nhiều cực, nước đồ ít được phải. Cực nhiều tiền. Nước đồ nhiều là ngủ không được cái nào đó. Mấy cá bé này mình bắt luôn hả? Cá sơn nó bứt anh. Cho gà ăn. Mấy cá này cá sơn. Cá này là cá sơn. Đầm tú là cá này là binh thiên luôn à. Xây sống rồi đó. Em mà thiếu ngủ là em say sống. Mấy bữa mà đi câu biển mà ngủ đủ là không say. Ngủ thiếu là say. Câu mà say sống. Gì không có đi biển được rồi. Đâu anh đi dữ lắm chứ. Anh đi tuốt giàn khoan, mấy giàn khoan anh đi hết cả tuần chứ. Phải không? Ừ. Gặp anh mà anh mà đi phải đi ra 54, 58 á. Ừ. Cưng mà đi lộ mực mà ngon đi không nổi. Sống quýnh bích xong luôn á. Ừ. Mỗi lần dương lựa cái năm cái ấu anh chập. Cái ấu anh chập. Trời, lên đường. Ủa mình bứng cái này đi luôn hả? Dạ. Vô mình mới nối lại. Anh tưởng là mình xả ra rổ rồi mình đi luôn chứ mình để cái này lại chứ. À. Rồi mình phải dọn. Vô rồi. Hai con vô là thấy năm xì rồi. Mùa này 7 xì rồi. Hai con này 1 kg à. Chạy về đầm lừa hàng.
ăn dép người ta xong rồi kêu dép mình luôn chứ. Tắt cái đèn đi pin để chói mắt nó không rọi được đường á. Cá chét con nè. Cá chét này mình có lấy không? Dạ không anh. Anh lụm không? À, mình làm gì? Vứt hả? Cá đó mình kho ngon lắm á. Tại ấy nhiều quá là muốn nổi. Bè đề em. Pin thu nhập đi pin. Nhập đi. Về nè, gà này về luộc ăn nè. Ôi, cái đó đem lên lát luộc mình ăn. Con này mốt hả? Con này chiên. Lấy cái que cào ra. Ủa tôm mà mình lựa đâu? Dạ, anh bỏ vô rổ á, lựa đại vô rổ vô. Bắt mấy cái đầu rộng. Bắt hết bà hết không? Nếu mà kêu lựa bắt hết, con gì cũng thích, con gì cũng bắt. Mấy con này con bắt hả hay là... Nè, anh bóng đục nè. Ê, tôm đó. Tôm bắt vô hết, biên tôm này, này. Tôm bự bự bắt vô hết nè. Tịch sau tôm đất nè, còn mấy ruốc rồi không phải bắt. Sao? Này bắt à, dục. Cái nâu gì mà coi vậy mà ngon lắm nha, nấu một cái nồi mà canh á. Thế anh. Cái ngon lắm luôn á. Canh mặn á. Canh bầu luôn á. Giờ mình lụm vô hết rồi mình lược lại đúng không? Ha. Con quỷ có kèo. Ê, ghê quá. Nó còng người lên cắn mình. Tôm cá anh bỏ đại vô luôn đi, cưng cái gì cưng ấy lại. Có bóng sao. Còn tôm nhỏ quá mình bỏ. Ê, tôm tích này mình lấy không? Lấy không anh? Đâu. Tôm tích chỉ có ngon út. Tôm này mình bỏ ra đấy riêng đi, lát mình đem lên mình luộc. Con cá này nó thấy ghê ghê vậy. Cái đen đen này thấy. Lạ quá, nhiều con lạ quá nè. Tôm này lạ nè. Tôm này mình chưa thấy nè. Bữa nay tôm non anh thấy ấy chứ mấy bữa kia là nè, tôm này có cá tráp xiền kỳ luôn. Cá tráp thích con này lắm nó bị mang về hả? Đúng rồi, tí nữa bỏ vô móc vô câu nữa lụm liền. Đây tôm tích khủng đây anh em. Cái lòi rồi mất tiêu con tôm tích rồi. Thay lòi anh không, anh cá bóng dừa. Bóng dừa bóng giật lắm. Con quỷ này nó dữ lắm nha. Nó cứ ngoéo ngoéo lên cắn mình nè. Đâu hả? Còn con cua nữa đâu ta? Cho anh em ăn tôm tích không anh em? Đâu có, ở đây nè. Không có, này có hai con ở đây à. Hai con rồi. Cưng chó con à? Ủa? Hai con. Ủa? Còn con đâu? Trong này chứ, nó đã vô đâu? Chơi gì kỳ vậy? Đâu? Nó đã chui vô đây đâu? Ra hai con rồi. Hả? Ủa chúng anh? Đúng rồi. Này ấy ra hai con. Sao con đây không? Không phải. Ê, trong cái rộng này hai con hả? Nó phải kẹt trong lưới này nè, nó không có ra đây đâu. Nó ra được, dễ gì mà ra được. Sợ nó bò ra. Nó vướng kẹt nó. Cho bánh bò ra ủn. Ý là nó không có bò ra được, nó bự. Bọng trứng không ông ơi. Cái này bỏ vô luôn anh. Dạ. Địt mày như. Tôm đất tôm đồ là vô hết, khi nước dừa chừng nó cắn nè, bóng đục nè, đục ăn nhiều rồi. À, nó lựa giống như thằng này mới được nè. Chụp chứ đâu mà lừa từng con lâu. Bây giờ tới đâu hát ra tới đó đi. Mấy con bóng sao này kho ngon nè. Bỏ bóng sao vô luôn. Mình ấy từng ngày thôi đúng không? Con kia hát ra ngoài luôn đúng không? Bóng nè. Anh ăn cá nâu nướng không? Không. Hả? Không. Đây. Bóng. Siêu cá nâu. Cá nâu siêu khủng. Chắc nó chết rồi. Câu vô cá đâu luôn hả? Ghê được. Con đây, cái gì ai ăn ghẹ ăn nè. Cá bóng cát. Ghẹ chiên giòn. Cá bóng luôn nè. Cá này bỏ vô hả? Hay là bỏ vô luôn? Bỏ, có xíu mà. Bóng này đúng không?
bấm này đúng không? Có bóng xệ. Bóng sao bóng xệ đồ kho. Ghẹ này. Chết. Chết kho ngon. Xú con nè. Xú nó pin ăn đi pin. Nè tấm càng à. Xin đi mi luôn. Giết xong. Tôm này lạ quá. Tôm hùm đắt. Hùm đắt là mini. Đẹp hả? Tráp thích lắm. Mấy con nó tráp thích. Mấy ông kia sao im ra đi đâu hết à? Nó chỉ nhậu đó đó. Chưa chắc. Mẹ nó kèo thì không đi rồi. Đang nhậu tánh đó. Cái gì à? Cái kình hả? Cái gì? Con cá hù. Cá hù đó đầm nhất lắm á. Mày chỉ ăn đồ quá lợi. Cái sơn này khó ngon nè. Biết đường á. Nó bóng nè. Bóng đục. Cá đối nè. Nè, tôm gì giống như tôm hùm vậy. Cá đối khủng nè. Tôm hùm đắt. Chết. Bóng. Trâu. Bỏ luôn hả? Bỏ nhỏ quá. Cái lưỡi trâu cá bơn. Cái lưng bơ nó lùng mà nó còn. Cái con tròn tròn kia, con tròn tròn mới ngon. Lưng bơ nó mắc lắm á. Kho luôn. Lưng bơ lên nhà hàng mà. Đúng rồi. Nó nướng một cái ngon lắm. Thơm. Thịt nó thơm. Con đó ăn sashimi ăn sống là ngon. Đúng rồi. Đặt gì đâu, đặt đi qua Vũng Tàu coi cá lưng bơ mà trong ấy nó chứ 400-500 ngàn một ký rồi đó. Rồi gặp kêu nướng, tiền công nướng nữa rồi hết cũng kêu luôn. Cho nó đấu cắn rồi sợ. Cho nó cắn rồi cái pin. Dễ gì. Cái chét baby nè. Cái chét siêu nhỏ nè. Con này ăn cá cơm. Đúng rồi. Cơm bạc. Chăng mũi nó cắn lần quá. Kẹp nãy giờ sao có hai con vậy ta? Hả? Nãy giờ em thấy quăng đây nè, tôm tích con cá gì nè. Tôm bắt ra rồi nè. Hả? Nè. Cá ngựa anh, cá ngựa mà dài á. Đúng. Cá ngựa mà kiểu dạng dài á, nó không có phải là con kia. Cái lông vô mình thấy lông. Ghê. Con nhét ngâm rượu. Hay là cái là lòi hả? Cá bóng. Nhiều loại bóng lắm. Bóng sợi, bóng bè bè ấy nè, con bè 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 vàng nè. Lão hả? Con bè vàng nè. Cá bè mà sọc 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 vàng vàng nè. Cá bè sọc sọc vàng vàng là con này. Có răng nè. Coi thằng này. Con làm biến rộng ấy. Vì cho cua ăn đã. Con này là cá gì? Ừ. Cũng vậy luôn, con cá bè. Vừa thấy con cá nâu siêu baby. Cá nâu. Nè, đùa con này nuôi mới đẹp đây. Thằng nó sống cũng nhầy lắm, sống dài lắm. Lì mà cố. Đây là một em cá đối siêu to khổng lồ. Như cái gì nữa, bóng bóng. Cá đối đó khò nhầy luôn xương. Xương mềm xẹp. Đây đây một con cá. Cá này gọi là cá chim hả? Cá chim biển hả? Chim trắng, mùi chim trắng. Con chim đen đỏ. Có chim đen không? Có chứ, chim đen ở nhà.
Con này là con này sao giống con bè quật vậy? Dạ. Hả? Con này giống con bè quật cái gì? Con cá bằng con cá dốc á, nó với cá sạo á. Hiểu không? Ở đây con kêu bằng cá sạo. Ừ. Mà nó bự không? Nó bự lắm, cá nó hết da luôn. Mấy chục ký. Tại ở đâu dữ vậy? Đồ cái này thả hồ luôn. Thả hồ sống nữa. Nước mặn. Nước mặn. Nước mặn, nước lợ. Bỏ, đang bỏ đúng không? Dạ. Tôm sú nè, tôm sú con quá trời. Nó mềm nhũn. Ở đây nãy giờ kiếm. Hết hồn chưa? Hết hồn. Hôm nay canh được ba con mà. Hai xì bạc của người ta. Ơ kìa.